Chờ một chút. Dạ con kính hành lễ Ngài Chi Đức, cho con xin thay mặt đạo tràng tắc bạch thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Ukasa mayang phante visung visung rakhanathaya tisaranena saha bancha silani yachama. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyampi mayang phante visung visung rakhanathaya tisarana tisaranena saha bancha silani yachama. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyampi mayang phante visung visung rakhanathaya tisaranena saha bancha silani yachama. Kính bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Cái lễ chư tôn thành Đức Tăng, cái lễ để được Phước Thạnh, để được Phước Sang, kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào chư thiện nam tín nữ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gạch chế hàm mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng măng sở năng gạch chế hàm mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khắng sở năng gạch chế hàm mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sở Năng Gạch Chế Hàm Mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Đấm Măng Sạn Năng Gạch Cha Mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Sang Khăn Sạn Năng Gạch Cha Mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tạ Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sạn Năng Gạch Cha Mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Đấm Măng Sạn Năng Gạch Cha Mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Sang Khăn Sạn Năng Gạch Cha Mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thăng saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyambi bụt thăng saranang gacchami, dutiyambi thammang saranang gacchami, dutiyambi sanghang saranang gacchami. Tatiyambi Bụt thăng saranang gacchami, Tatiyambi thammang saranang gacchami, Tatiyambi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì xa rằng là cái hạt năng nên thi tăng phát huy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. Amaphante, chúng con xin vâng. Banatibhata Veramanisikhapanangsamadhyami. Còn xin vâng về điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinnadana
Về ra mặt đi chỉ kho bất năng tham ma đi giao mi. Còn xin mang dự điều học là quy tánh xa si trồn cốc. Cà mê xúc mê chá cha ra. Về ra mặt đi chỉ kho bất năng tham ma đi giao mi. Còn xin mang dự điều học là quy tánh xa si tà hạnh. Mụ sa wa đa. Về ra mà đi sẽ khó với năng sâm ma đi giao mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sư ra mê ra ya ma cha pa ma đa hà na. Về ra mà đi sẽ khó với năng sâm ma đi giao mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta, vệ ra mà ni sĩ khá bà đăng sâm bà đi dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adin na đà na, vệ ra mà ni sĩ khá bà đăng sâm bà đi dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mê cha cha ra quê ra ma ni si ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Bú sa qua đa quê ra ma ni si ca ba đăng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mê cha ba ma đa tha na. Vệ ra ma ni sĩ ca ba đăng sâm ma đi dạ mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. I ma ni ban cha sĩ ca ba đa ni sa tu căng ca toa ngập ba ma đê na ni cha ca lăng sâm ma rắc kỳ tập băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Amma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tin doan ti, sì lê na phu ca sâm bác đai, sì lê na ni pu tin doan ti ta sâm mai, sì lăng vị sô, ha ye. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng như dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dị giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng như dị giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay, dạ con kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Út ta mang ghê na hoàn đề hằng bà đã bằng sung qua út ta mang. Bút thề yô khá lý tổ đồ sô, bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng trí tôn trí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na hoàn đề hằng, thầm mạnh cha đô vi thẳng qua rằng. Tham mê yô khá lý tô đô sô, tham mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na hoàn đề hằng, sẵn khánh cha đô vi thô ta măng. Sẵn khê yô khá lý tô đô sô, sang khô khám ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin kính dâng mách đến sư để sư tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn phúc báo trong ngày hôm nay ạ. Tết
tha la tha su kỳ tà vô rô na ha bù tha sa sa nê a rô ga su kỳ tà hô tha sa sa bê Thì nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui trong mình và những người trong gia quyến cả thảy. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Chúng con xin kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con xin kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Con xin phép tụng kinh hồi hướng ạ. Dạ. Akasattha cha pumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu sasanang Akasattha cha pumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu no garu Akasattha cha pumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu nyatayo Akasattha cha pumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu panino Akasattha cha pumattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkantu no sada Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ hoan vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tân ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la cam măng cát ta bằng kỳ đi yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sanh ni no at ti ye cha sa ta sanh ni no ca tăng bồ nhất pha lăng mây hằng sắp bề pha kỳ pha quan tu tề Ye tăng ca tăng su vi đi tăng đến năng bồ nhất pha lăng ma ya ye cha tan ta na cha nan ti đề qua gan toa ni quê đa dung sắp bề lô ca mi ye sa ta chi hoàn ta ha ra hệ tu ca ma nhun nhang po cha năng sắp bề la phan tu ma ma che ta sa ti Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp trong độ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biên hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiện chúng đen hầu mách ngay. Có người làm phương được dày, lại em hồi hướng hiện nay khâm cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới căng hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng. Y đằng nô nha tì nằng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta vô, Y đằng nô nha tì nằng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô Y đằng nô nha tì nằng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô
idang watame bunyang ata wakaya wahang hôn tu. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc con đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là môi duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Phước nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới hôm nay, con xin dâng đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích, Tứ Đại, Thiên Vương, chư thiên theo hộ trì mỗi người chúng con, chư thiên hộ trì trong dung Phật giáo Nam truyền, chư thiên ngự trong ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ngự trong xung quanh nơi này. Cầu mong các vị phát tâm hoan hỷ thọ lãnh phần phước này để tăng thêm thiên sản thiên lạc. Con xin được đọc một bài kinh ngắn nữa, chưa đến còn mấy phút nữa xin đọc thêm một đoạn. Tam thế Phật: Sam bút thế át ta quỷ sanh cha đọa đa sanh chất sa ha sa kệ đành chất sa tất sa ha sa ni nam ma mi si đa sa a hằng tê sang tham mạnh sang sanh cha a đa rê na nam ma mi hằng na mắc ca ra nu pa quê na hẳn tòa sắp bê úp bắt đa quê an nê ca an ta ra ya bi quy nam san tu a se sa tô sam bút thế bành cha bành nhà sanh cha cha tu vị sát ti sa ha sa kệ đa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na mắc ca ra nu pa quê na hẳn tòa sắp bê úp bắn đa quê an nê ca am ta ya ya bi quy nam san tu a se sa tô sam bút thế na bút ta ra sát tế át ta chân ta li sa sa ha sa kê vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na mắc ca ra nu pa quê na hẳn tòa sắp bê úp bánh đa quê an nê ca an ta ya ya pi quy nan san tu a se sa to con đem hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biên chi 12.000 vị chánh biên chi và 500.000 vị chánh biên chi con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên chi ấy do sự lễ bái cung dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biên chi mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận con đem hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biên chi 24.000 vị chánh biên chi và 1.000.000 vị chánh biên chi con đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên chi ấy do sự lễ bái cung dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biên chi mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận con đem hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biên chi 48.000 vị chánh biên chi và 2.000.000 vị chánh biên chi
con đem hết lòng thành kính làm lễ pha báo và tăng báo của các vị chánh biên chỉ ấy, do sự lễ bái cung dường xin nhờ oai lực các bậc chánh biên chỉ mà những điều rủi ro và sự tai hại thay đều diệt tận. Dạ bây giờ đã đến giờ nghe pháp, con xin kính dâng mic lên ngài Chi Đức để ngài điều hành buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ con xin phép được dâng mic lên ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Chư Tôn Thượng Đức Tăng, kính lễ Đại Đức Phước Thánh, Đại Đức Phước Sang. Kính chào cô tu nữ Như Pháp, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 134. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bụt thô ma hê si a răng ta thà gá tô lô cô ta mô sắp bá gá rù hí chệt thác vô lô ca sá sá thà chá ná đầm má cô quý đô quanh đà má hành tầng ná rá cù. Cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng. Tư đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ tát ta sa sa thu nô lô ca nam mình tha sa vi na ca rô cô sa pa nhu vô thập bát đi phụ ti sanh nha tu hoàn đà ma hành tăng na ra phù. Trên này giác cần pháp bảo quy nhiên bạn Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan làm đạt dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Hoàng đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su gá tá sa sa quá cô xích kha su kà mô quá rá thầm bá xích kha cô nình đà bá sân sa đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná rá phù. Cái này rất cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần, xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình át tế gia tê chê, nát sách thà mê ê, tu quá tha năng tha xà, phi hà nú phà quê, nát sách hạ xà dê. Nát sách chạch tốt, cầu xin tam bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nhé. Phần tán dương ân Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 134. Sa chê nê rê si át ta năng. Sa chê nê rê si át ta năng. Sa chê rê nê rê si át ta năng. Bây giờ câu số 2. Căn sô u ba hạ tô dạ thà. Căn sô u ba hạ tô dạ thà. Căn sô u ba hạ tô dạ thà. Dạ, ôn lại câu 1, câu 2 ha. Sa chê nê rê si áp tà năng căn sô u ba hạ tô dạ thà. Sa chê nê rê si áp ta năng căn sô u ba hạ tô giá tha. Sa chê nê rê si át ta năng căn sô u ba hạ tô giá tha. Câu 3, câu 4. Ê sa ba tô si nếp ba năng. Ê sa ba tô si nếp ba năng. Ê sa bát tô si nếp
ba nâng bà phụ bụng sa râm phô tê na quýt chá tí sa râm phô tê na quýt chá tí sa râm phô tê na quýt chá tí. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. E sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí e sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí e sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại từ trên xuống dưới. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u bá hà tô yá thà e sa bán tô si nếp bá năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át ta năng căn số ba tô giác tha e sa ban tô si nếp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Chúng ta còn một cách đọc nữa. Cách đọc này tương đối dễ hơn ha. Đọc một hơi như vậy thì hơi mệt, nhưng mà chúng ta chia ra làm hai. Bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u bá hà tô giác thà e sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Đọc như thế này thì dễ hơn ha. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u bá hà tô giác thà. Rồi bây giờ chúng ta đọc hai câu tiếp này, như vậy nó dễ hơn. Ê sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Rồi như vậy là dòng kinh chúng ta có hai cách đọc ha, nhưng mà cách đọc thứ hai thì nó dễ hơn, tức là đọc lần hai câu. Và bây giờ dòng kế, đây là một câu tám từ thì chúng ta cũng chia ra làm hai, bốn bốn, nhưng mà một lần đọc ha, chúng ta đọc hai câu ha, để nó nương nhau có âm điệu. Sa chê nê rê si át ta năng căn sô u bá hà tô gia thà e sa ba tô si nê ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át ta năng căn sô u bá hà tô gia thà e sa ba tô si ni pa năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Thêm lần nữa ha. Sa chê nê rê si a ta năng căn sô u pa hà tô gia thà e sa ba tô si ni pa năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Rồi bây giờ mời Sít Mê Ta, mời Sít Kim ha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Pháp Nguồn cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng Chư Tôn Đức.
Dạ, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 134. Sát dê nê rê si át ta năng căng sô u ba hát tô giá tha. Ê sá bát tô si nít ba năng sa râm phô tê na quýt cha tê. Dạ, con xin phân tích xá đoạn âm. Chê, nê, rê là ba trường âm thông thường. Xí, đoạn âm, ác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Căng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sô, trường âm thông thường. Ú, bá, há là ba đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Giá, đoạn âm. Tha, trường âm thông thường. Sát chê nê rê si ách ta năng căng sô u ba ha tô gia tha. Dạ, con xin vật tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Bát, trường âm nhẫn. Tô, trường âm thông thường. Xí, đoạn âm. Níp, trường âm nhẫn. Ba, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xa, trường âm thông thường. Trường âm nhẫn. Phô tê, hai trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Quýt, trường âm nhẫn. Trá tí, hai đoạn âm. Ê sa bát tô si níp ba năng sa râm phô tê na quýt cha tí. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Sát chê nê rê sát ta năng căng sô u ba na tô gia tha. Ê sa bát tô si níp ba năng sa râm phô tê na quýt cha tí. Sát, dạ, con xin kéo xuống. Sát chê nê rê. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u ba tô gia tha. Ê sa bát tô si níp ba năng sa râm phô tê na quýt cha tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u pha u ba hà tô gia tha. Ê sa bát tô si níp ba năng sa râm phô tê đà quýt cha tì. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỳ Đức cùng giữ quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Thạnh, các cô, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 134. Sa chê nê vê si ác ta năng khăn sô u ba ha tô gia tha. Ê sa phát tô si níp ba năng sa răng phô tê na quýt cha tí. Sa chê nê vê si ác ta năng khăn sô u ba ha tô gia tha. Ê sa phát tô si níp ba năng sa râm phô tê na quýt cha tí. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Chỉ có người có mình Tháp Nguồn Lào Cai nghe rõ hả? Quên bữa nay không hỏi có ai nghe rõ không? Sư, sư có nghe con rõ không sư? Quý vị, các sư, Tina nghe rõ, cảm ơn. Có hai người, tiết giữa mùa hè, trời nghe cái tên giống... giống kinh bộ. Dạ, con xin cảm ơn sư cho con biết tín hiệu, con cũng quên nữa. Hôm nay con sao quá.
mau mau trả bài để làm công chuyện diễn biến nữa. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xá đoạn âm chê nê ba trường âm thông thường, xí đoạn âm ắt trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô trường âm thông thường, ú bá há ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Sá chê nê vê xí ắc tà năng khăn sô ú bá há tô giá thà ê sá bác tô xí ni bà năng xà râm phô tê na quýt chá tí. Phân tích câu số 3, ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, bát trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, xí đoạn âm, nhíp trường âm ngắn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng rồi, hai câu cuối cùng. Xa trường âm thông thường, râm trường âm ngắn, phô trường âm thông, phô tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt trường âm ngắn, chá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ê sá bác tô xí ni tà năng xà râm phô tê na quýt chá tí. Sá chê nê vê xí ác tà năng khăn tô u pa ha tô giá thà ê sá bác tô xí ni tà năng xà râm phô tê na quýt chá tí. Sá chê nê vê xí ác ta năng khăn tô u pa ha tô ya tha e tắc tô si ni ba năng sa ram bồ tề na wit cha ti sạc chê nê vê si yak ta năng khăn tô u pa ha tô ya tha e sa bác tô si ni ba năng sa ram bồ tề na wit cha ti chê nê rê si yak ta năng thần tô u pa ha tô yak tha e sa ba tô ni di pa năng sa răng bồ tê na vít cha tê. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng mắng rồi, bữa nay không bị la rồi. Bữa nay không mỏi nhọn, không nói nữa. Còn thấy sư cho con ba cái bông hướng dương vàng khè luôn. Rồi hồng mai cũng hướng dương vàng khè luôn. Còn thấp nguồn vào tay, trời ơi, bông hồng không. Nước quá trời luôn, sáu thì uống bảy bụng luôn. Dạ, nếu con có cái gì sai, xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng chỉ sửa cho con. Con xin cảm ơn các sư, các quý vị đã cho đã cho vòng qua cùng vỗ tay giữ chân. Lát trả con nhà cô. Ok, chuyện nhỏ, trả lại 12 tô, 12 ly luôn. Dạ, con xin nhường máy ta cho người kế tiếp, con không biết người nào kế tới. Con xin chúc tất cả mọi người trong đạo tràng được an vui. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Phước Thành, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng, con xin kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào Zoom ạ. Đã, con xin kính chào toàn thể đạo tràng, con xin được đọc và phân tích câu pháp cú 134. Sa chê nê rê si át tà năng cam sô u pa ha tô giá thà e sa pa tô si ni ba năng sa ram phô tê na vi cha ti. Sa chê nê rê si át ta năng cầm sô upa hato hato yatha
e sa pato sinipa nang sarampote na vichati. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Sa che ne re si atta nang cam so upahato yatha. Xá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, nê là trường âm thông thường, rê là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa chê nê rê si át ta năng. Căm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sô là trường âm thông thường, ú là đoạn âm, pá là đoạn âm, há là đoạn âm, tô là âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Cầm sô u ha u cầm căng sô u pa ha tô ya tha. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2 ạ. Sa che ne re si atta nang cam so upahato yatha. Con xin phân tích câu 3 và câu 4 ạ. E sa pato sinipa nang sarampo ne na vichati. E là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, pat là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ní là đoạn âm, xí là đoạn âm, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E sapato sinip ba năng. Sa là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, pho là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quýt là trường nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Sarampo te na quýt cha ti. Con xin đọc lại toàn bài ạ. Sa che ne re si atta nang cam so upahato yatha. E sapato sinipa nang sarampo te na vichati. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin chép được kệ ạ. Sa che ne re si atta nang cam so upahato yatha e sapato sinipa nang sarampote na vichati. Sa che ne re si atta nang cam so upahato yatha e sapato sinipa nang sarampote na vichati. Sa che ne re si anta nang so upahato yatha e sapato si nipa nang sarampote na vichati. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ phân tích xong, có gì sai xin ngài cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin được xuống mic kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Mến chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 134. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu.
ta chê nê rê si át ta năng cam sô úp bá hát tô giá thà. Ê sáp bát tô si níp bà năng xà răm phô tê ná huyết chá tí. Sá chê nê rê si át ta năng cam sô úp bá hát tô giá thà. Sá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, nê rê là hai trường âm thông thường, xí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô là trường âm thông thường, ú, bá, há là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u pa tô giá tha. Câu 3 và câu 4. Ê sa pa tô si ni pa năng sa ram phô tê na huyết chá tí. Ê là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, níp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, phô là trường âm thông, phô tê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Ê sa ba tô si níp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át ta năng cam sô u pa hát tô giá thà. Ê sa pa tô si ni pa năng sa râm phô tê na huyết chá tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa chê nê rê hê si a ta năng cam sô u pa ha tô gia tha. Ê sa ba tô si ni pa năng sa ram phô tê na vi cha ti. Dạ, đọc và kể và phân tích xong có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính tri ân Ngài đã bốt bài. Con xin xuống bài tiếp theo. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào đọc. Con xin đọc câu cấp cuốn 134. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u pa hát tô giá ta. Ê sa bát tô si níp ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u pa hát tô giá tha. Ê sa bát tô si níp ba năng sa ra sa ram phô tê na quýt chá tí. Xá là đoạn âm, chê nê rê là ba trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ách trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô là trường âm thông thường, ú bá há là ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Câu 1 và 2. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u pa hát tô giá tha. Ê sa bát tô si ni pa năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, bát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xí đoạn âm, níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, ram trường âm nhấn.
nãy mình vô trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Nãy như con nói nít là trường âm thông thường, nít là trường âm nhấn. Con đọc lại câu 3 và 4. E sa bát tô si nít ba năng sa ram phô tê na quýt chá tí. Đọc lại 4 câu. Sa chê nê rê si át ta năng cam căng sô u bá hát tô giá thà. E sa bát tô si nít ba năng sa ram phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u bá hát tô giá thà. E sa bát tô si nít ba năng sa ram phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át ta năng căng sô u bá hát tô giá thà. E sa bát tô si nít ba năng sa ram phô tê na quýt chá tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 134. Sa chê nê rê si át ta năng khăn sô u bá hát tô giá thà. E sa bát tô si nít ba năng sa râm phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át ta năng khăn sô u bá hát tô giá thà. E sa bát tô si nít ba năng sa ram po te na wit cha ti. Con xin phân tích câu 1 và 2. Sa che ne re si at ta nang kang so upahato yatha. Sa đoạn âm, che trường âm thông, ne trường âm, re trường âm thông thường, si đoạn âm, trường âm nhẫn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô trường âm thông thường, ú bá há ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường. Sa chê nê rê si át ta năng khăn xô ú bá há tô giá tha. Câu 3 và 4. Ê sa tô si nít ba năng sa ram po tê na vít chá tí. E trường âm thông thường, xã đoạn âm, bát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xí đoạn âm, nít trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa trường âm thông thường, râm trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chả tí hai đoạn âm. E sa bát tô si nít ba năng sa ram phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si an ta năng khăn sô u bá hát tô giá thà. E sa bát tô si nít ba năng sa ram phô tê na quýt chá tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa chế ni rê si an ta năng khăn sô ba ha tu ya tha. E sa ban tu si nim ba năng sa ram pu te na win cha ti. Sa chế ni rê si an ta năng khăn sô ba ha tu ya tha. E sa ban tu si nim ba năng sa ram pu te na win cha ti.
đạo tràng sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Sang Tham Mây, Nam mô Sang Khai. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 134 và mọi người có nghe rõ. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Chư Đức, đảnh lễ ngài Phước Sang, đảnh lễ quý cô tu nữ và đảnh lễ xin chào đạo tràng. Dạ, con đọc câu pháp cú 134. Sat che ne re si attanang at. Con đọc lại. Sat che ne re si attanang kang so upahato. Yatta esa patto sinipanang sarang pote navichati. Dạ, con xin đọc bài đó từ đầu. Sa che ne re si attanam kang so upahato yattha esa patto sinipanam sinipanam saram pote navicchati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sa là đoạn âm, chê, nê, rê là ba trường âm thông thường, xí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô là trường âm thông thường, út, ba, hán là ba đoạn âm, tô là trường âm thông thường, giá là trường âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, e là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, pa là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, si là đoạn âm, nip là trường âm nhấn, pa là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, râm là trường âm nhấn, pô là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, vít là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại bài. Sa chê nê rê si át ta nam căng sô úp pa hát tô yát thà ê sá pa tô si nít pa nam saram pote navicchati. Dạ, con xin đọc câu kệ. Sajenere si atanam kamso upahato yatha esabato sinipanam saram pote navicchati. Sa che ne re si atanam kam so opa to yatha esa pa to si nipanam saram bo te na vichati. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin hết và con xin mời quý thầy, quý cô và đạo tràng cho chỉnh sửa cho con. Cảm ơn đạo tràng và con xin nhận lại mic ạ.
Dạ còn ai chưa đọc không ạ? Xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Alo, 123, 123. Còn vị nào lên đọc nữa không? Nếu không còn ai lên đọc thì chúng ta sẽ đi vào tự vấn, đi vào duyên sự câu Phật ngôn này ha. Còn ha, còn đưa tay chứ, đừng có để trống vắng. Bởi vì cái thời gian trống vắng là thời gian chết. À, chúng ta vô đây sinh hoạt không thể ngồi thiền ha, mà pháp học thì chúng ta phải năng nổ. Rồi mời Sĩ Quang Thanh. Dạ con kính thỉnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính đảnh lễ Sư Thanh, và con kính đảnh lễ Sư Xuyên Tịnh, kính quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào cô tu nữ Như Pháp, và con kính cả toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 134. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai và Tina Nguyễn đã cho tín hiệu nghe rõ. Là con xin đọc bài. Sa chê na re si át ta năng cầm sô u ba ha tu ra tha e sa ba tu si ni ba năng. Sa Ram phô tê quách cha tị sa chê nê rê si át ta năng căng sô u ba ha tô ra tha e sa ba tô si ni ba năng sa ram phô tê na quách cha tị ni quách cha tị. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bàn, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Đấy là còn bản dịch Hòa Chuyện Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích ạ. Xá là đoàn âm, chê, nê, rê là ba trường âm thông thường. Xí là át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Căm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sô là trường âm thông thường. Ú là đoạn ú bá là hai đoạn. Ú bá há là ba đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Giá là đoạn âm. Thá tha là trường âm thông thường. Sa chê nê sa chê nê rê si a ta năng căng sô u ba ha tô ra tha. Câu 3 và câu 2 và câu 1 và câu 2, câu 3 và câu 4. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa là trường âm thông thường. Râm là trường âm nhấn. Phô là tê là hai trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Quýt là trường âm thông thường. Trá là trá tí là hai đoạn âm. Ê sa bát tô si ni ba năng sa râm phô tê na quýt cha tị. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Sa chê nê rê si át
ta năng căng so u ba ha to ra tha e sa ba to si ni pa năng sa ram pho te na quích cha ti sa che ne re si at ta năng căng so u ba ha to ra tha e sa ba to si ni ba năng sa ram pho te na quách cha ti sa che ne re si at ta năng so u ba ha to ra tha e sa ba to si ni ba năng sa ram pho te na quách cha ti. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bẻ, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Dạ, Quý Sư và Đạo Tràng sửa cho con xin xuống mic. Dạ, con xin gửi lại mic cho Đạo Tràng. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Trung Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 134. Sacce ne re si atta nang kang so upahato yatha e sapatto sinipan nang saram po te na vichati. Sacce ne re si atta nang kang so upahato yatha e sapatto sinipan nang saram po te na vichati. Sa chê nê rê si a ta năng căng sô u pa hát tô yết tha e sa pát tô si nếp pa năng sa găm pô tê na vít cha tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Và bản dịch của Nghe Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, chúng con đã đọc xong ạ. Bây giờ xin gửi mít lại cho Đạo Tràng. Nếu một phút hai giấc. Dạ alo, dạ con xin kính chào được chào sư Trí Đức ạ. Kính chào các cô tu và các toàn thể đạo tràng ạ. Ở đây con xin cùng đọc bài kinh Pháp Cú 134. Sacce nerisi attanang kangso upahato yatha esa atusti nipanang sarang puthena vichati. Sacce nerisi attanang kangso upahato yatha esa atusti nipanang sarang puthena vichati. Ya, con xin phân tích ạ. Sacce sa là đoạn âm, chế nê rê là ba trường âm thông thường, xí là đoạn âm, ắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xô là trường âm thông thường, ú, phá, há,
E là tượng âm thông thường xá, là đoạn âm tắt, là tượng âm nhấn, tô là tượng âm thông thường xí, là đoạn âm nít, là tượng âm nhấn, ba là tượng âm thông thường năng, là tượng âm đọc theo giọng người âm, xa là tượng âm thông thường răng, là tượng âm đọc theo giọng người âm, ô là tượng âm thông thường, t là tượng âm thông thường, lá là đoạn âm viết, là tượng âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Vậy đây con xin đọc kệ: sa che ni re si atta nam kang su upa hato cha tha esa patto si ni panam sarang hote na vichati. Dạ, con xin hết ạ, con xin trả mất lại cho đọc trả. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ, Nam Mô Na Tham Mà, dạ, Nam Mô Sang Khà, dạ, dạ, con kính lạy lại Ngài Trí Đức, Chí Tôn Đức Tăng, con kính lạy các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng, dạ, con cảm ơn cô Như Hoàng đã post bài và cho biết tín hiệu, dạ, con xin trả bài câu pháp cú 134. Sắc chê nê rê si ác tà năng, căng sô u ha u pa ha tô yát tha, e sa bát tô si nếp bà năng xa râm phô tê ná quýt chá tí. Sắc chê nê rê si á tà năng căng sô úp bá há tô yát thà ê sa bát tô si nếp bà năng xa râm phô tê ná quýt chá tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã trứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ngài xin phân tích. Sắc chê nê rê si át tà năng. Sắc sắc à, sá chê. Dạ, con xin đọc lại. Sắc chê nê rê si át tà năng. Sá đoạn âm chê nê rê ba trường âm thông thường, xí đoạn âm át trường âm nhấn, tà trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa che ne re si át tà năng căng so úp ba ha tô yát tha, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, so trường âm thông thường, ú ba ha ba đoạn âm, tô trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường. Sắc chê nê rê si át tà năng căng sô úp ba ha tô yát tha ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, bát trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xí ní xí đoạn âm níp trường âm nhấn, ba trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E sa bát tô si nếp ba năng, sa trường âm thông thường, râm trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, sa râm phô tê ná quýt chá tí. Con đọc lại. Sắc chê nê rê si át tà năng căng sô úp ba ha tô yát tha ê sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê ná quýt chá tí. Sắc chê nê rê si át tà năng căng sô úp ba ha tô yát tha ê sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê ná quýt chá tí. Sắc chê sắc chê nê rê si át tà năng căng sô úp ba ha tô yát tha ê sa bát tô si nếp ba năng sa râm phô tê ná quýt chá tí. Nếu tự mình yên lặng như chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, không còn phẫn nộ.
người không còn phẫn nộ, đang vượt qua tình thích minh cảm. Dạ, con đọc xong, dạ con có sai, xin đạo tràng chỉnh sửa, dạ con xin trao mít lại. Alo, 123, 123, im ru, không còn ai giơ tay đọc nữa ha. Câu Phật ngôn 134 và câu Phật ngôn 133 cùng một duyên sự. Nhưng mà bây giờ quý vị đã đọc xong thì quý vị hiểu ý nghĩa của những tự vựng này ha. Sa che ne re si at ta năng sa che ne re si at ta năng. Câu đầu tiên có ba từ, chữ sa che. Sa che nếu thật sự là chị che là nếu, một chị sa ở trước nhấn mạnh nếu thật sự ha. Rồi sao nữa, e re ne re si. Chỉ neresi ở đây do cái từ na cộng với eresi, mà na có nghĩa là không ha. Rồi eresi đây là một động từ số ít, có nghĩa là dao động, khuấy động hay là quậy. Eresi quậy, dao động, khuấy động. Rồi atta năng là chính bản thân mình ha, hay là tự mình. Rồi câu số 2, căn sô upahato yatha, căn sô upahato yatha. Chữ căn sô do từ căn xá, căn xá là một danh từ nam tính Akrantapumlinga, và căn xá ở đây được đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên căn xá biến thành căn sô. Căn sô có nghĩa là cái chuông, cái chuông căn sô. Rồi upahato, upahato đây là một quá khứ phân từ nam tính ha. Chúng ta biết rằng upa là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là trên. Rồi chữ hato do căn ngữ han, hay là cái động từ hanati giết hại, bị bể, bị vỡ. Thì ở đây upahato nó đứng làm chủ từ, bị bể. Upahato là bị bể. Rồi yatha, yatha như là giống như, như là giống như. Rồi, bây giờ cái câu số 1 và câu số 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Sa che ne re si atta nang kang so upahato yatha. Sa che ne re si atta nang kang so upahato yatha. Nếu bạn không tự mình thúc lên như là cái chuông đã bị đẻ. Nếu bạn không tự mình thúc lên như là cái chuông đã bị bể. Mày có sao vậy rồi?
hai đóng cửa lại. Rồi bây giờ câu số 2, à câu 3 và câu 4. Roma sao đây? E sabato sinipanang, e sabato sinipanang. À câu số 3, 3 từ ha. Chữ e sa do cái đại từ e ta, mà đại từ này đại từ nam tính ha. À có nghĩa là người ấy ở đây có nghĩa là ám chỉ chính bạn đó, đối tượng đó. À người ấy rồi sao? Bato si ở đây chữ bato cộng với asi, chữ bato cộng với asi, à nó được đứng làm chủ từ số ít ha. Bathama ekavachana vipatti, à bato có nghĩa là đã đạt đến hay là đã chứng đắc, đã đạt đến hay là đã chứng đắc. À và asi này có nghĩa là đây là một cái động từ số ít ha, trở thành là thì ha, thì là bát-tô-si, à tức là đã đạt đến hay là thì đã đạt đến hay là trở thành chứng đắc. À chứng đắc cái gì? Nipa-năng do từ Nipa-na, nó là một danh từ trung tính, A-kran-ta-na-pung-sa-ka-linh-ga. Và Nipa-na được kia theo đối các số ít đối tỷ giao vì phát tí ê câu trần na, cho nên Nipa-na biến thành Nipa-năng, Nipa-năng. Nipa-năng là Nipa-năng. À câu cuối cùng, Sarampo-te-na-vi-cha-ti. À, Sarampo do từ Sarampha. Sarampha là một danh từ nam tính, Akranta-pum-linh-ga. Và Sarampha được đứng làm chủ từ số ít, Bathama ekavachana vipatti, cho nên Sarampha biến thành Sarampo. Sarampo là sự phẫn nộ, sân hận. Sự phẫn nộ, sân hận. Rồi tê là ở bạn, à do cái từ tùm há đó. Tê ở đây là sở hữu cách xa số ít ha. Sát thi vi phát tí ê câu quá trình ha. À tê là ở bạn, nơi cha nơi đối tượng ha. Na là không, quý trà tí là thấy, quý trà tí là thấy ha. Vậy thì câu 3, câu 4, e sabato sinipa nang saram po te na vichati. E sabato sinipa nang saram po te na vichati. Chính bạn đã đạt đến nước bạn, sự thù hằn không tìm thấy ở bạn. À, chính bạn đã đạt đến nước bạn, sự thù hằn không tìm thấy ở bạn. Vậy thì câu Phật ngôn 134 cho chúng ta ý nghĩa. Nếu bạn không tự mình thốt lên như cái chuông đã bị bể, chính bạn đã đạt đến niết bàn, sự thù hằn không tìm thấy ở bạn. À, câu Phật ngôn 134. Nếu bạn không tự mình thốt lên như là cái chuông đã bị bể, chính đã đạt đến niết bàn,
Sư Thù Hằng không tìm thấy ở bạn. Ngài Hòa Thượng Dưới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: tự mình nếu biết lặng yên, không còn quán nộ, chẳng hiềm hại ai, như chuông đã bể tiếng rồi, ai mà được vậy, kề nơi niết bàn. Tự mình nếu biết lặng yên, không còn quán nộ, chẳng hiềm hại ai, như chuông đã bể tiếng rồi, ai mà được vậy, kề nơi niết bàn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, không người không còn phẫn nộ. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Rồi. Câu Phật ngôn 134 và câu Phật ngôn 133 cùng một duyên sự. Mà duyên sự đó thì quý vị đã nghe rồi ha. Duyên sự đó quý vị đã nghe rồi. Và bây giờ chỉ ôn lại thôi. Chỉ ôn lại câu Phật ngôn đó. Tức là khi câu Phật ngôn 133, 134 chấm dứt, thì có nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Còn riêng cái vị mà Côn Đát Hà nè, cái vị tỳ khưu mà đi đâu cũng có hình bóng người phụ nữ ở sau á, chính cái vị tỳ khưu đó mà khi nghe hai câu Phật ngôn này thì quả vị chứng đắc đó là A La Hán. Và cái vị này khi mà chứng đắc quả vị A La Hán thì thể hiện cái sự chứng đắc đó bằng cách là bay lên hư không. Đó là một điều đặc biệt ha. Thì bây giờ câu Phật ngôn 133, 134 chúng tôi xin ôn lại: bóng người phụ nữ bám sau thầy, ai biết là do nghiệp báo gây. Trong kiếp duy thiên vì vọng niệm, thử xem tình bạn chắc không đầy. Chẳng nhẫn để mà trả quả xưa, lời qua tiếng lại cứ dây dưa. Phật heo nhớ lại nhân tiền kiếp, đắc quả vô sanh ác khẩu chừa. Khác nào chuông bể hết âm vang, người giữ tâm yên chứng niết bàn. Không nói lời thô, không uất hận, đâu còn hình phạt khổ nhân gian. Trở lại vấn đề để chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 133, 134. Câu chuyện này xảy ra là do cái vị tỳ khưu Côn Đát Hà Na. Rồi bây giờ quý vị đánh lên cái tên của vị này, rồi quý vị nhớ câu chuyện xảy ra mà chúng tôi đã trình bày hôm cây một ngày ha. Và bây giờ chúng ta đi vào sự sinh hoạt, tức là những cái gì mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật. Đúng rồi, Côn Đát Hà Na, Côn Đát Hà Na, vị tỳ khưu này có một cái đặc biệt là do ác nghiệp của quá khứ mà đi đâu cũng có một bóng hình người nữ đi theo sau, ai cũng thấy mà chính mình không thấy, ai cũng biết mà chính mình không biết. Cái đó là cái đặc biệt ha. Cái nguyên nhân phá sự đoàn kết, phá sự hòa hợp, làm cho huynh đệ tương tàn, làm cho coi như là hai cái người nghĩa là không phải là cùng cha cùng mẹ nhưng mà sống với nhau như nước với sữa, thế mà thấy cái sự
thân mật thấy cái sự đoàn kết của người ta lại muốn thử, muốn phá, muốn quậy để cho hai vị này bất hòa với nhau. Cái hai vị tỳ kheo này bất hòa với nhau bởi vì chính mắt mình thấy ở trong bụi đi ra mà còn có một người nữ đi ra nữa, rồi áo quần xộc xẹt nè, rồi sửa tóc búi tóc lại nè, trời đất ơi ai lại mà không nghi được chứ. Và thế là tình bạn tan vỡ, người ta đang đoàn kết như vậy đó mà quậy làm cái gì, mà quậy đó phải người phàm quậy, ông trời quậy, chư thiên quậy, cái này gọi là trời hại chứ không phải người hại. Và thế là hai vị này không còn đoàn kết, không còn thương yêu, không còn hòa hợp với nhau. Và thấy rằng cái việc làm mình thử vậy mà ai ngờ thật ha, bậy quá đi. Rồi sám hối, nhưng mà sám hối rồi cũng bị cái vết lỡ thấy rồi, mà thấy không thật nữa chứ, mày lại chấp nhận mình đã thấy bậy vậy rồi, thì bây giờ không còn tin nhân dân nữa, rồi cũng lơ lơ cái tình bạn, không còn thắng thiết như khi xưa. Hay quý vị thấy nghĩa là chia rẽ, để rồi chúng ta bị một cái gọi là cái quả báo đọa vào một cái khoảng thời gian mà không có Phật pháp là lâu ghê gớm lắm. Rồi đến khi mà gặp Đức Phật Gautama của chúng ta hiện thì cái vị này ở dưới địa ngục lên cũng sanh lên làm người, rồi có tâm đạo, cũng quan hỷ đi tu, nhưng mà đi đâu có cái bóng hình người nữ đi ra sao? Hay chuyện này quý vị biết rồi, nghe rồi. Và ở đây có Phật ngôn này đúc kết, nếu mà giải quyết vấn đề nghĩa là thành công á, thì hãy quay lại với chính mình để làm gì? Trong cái sự yên lặng, trong cái sự thanh thản, trong cái sự trầm tĩnh đó, mình tự biết mình giống như một cái chiếc chuông bị bể đi. Khi mà cái chuông mà bị bể thì quý vị đánh đâu nghe nữa, chỉ nghe cạch cạch thôi, hoặc là chỉ chuông bể là bỏ đi và tự nhận mình là cái người bỏ đi, một cái người mà coi như là gạt bỏ tất cả, buông bỏ tất cả. Và khi mà đã nhàm chán thì phải ly tham, mà nhàm chán ly tham thì người đó là người như thế nào? Ở trong cái trạng thái coi như tịch lặng, ở trong cái trạng thái mà coi như vắng lặng, tịch diệt, thì cái tâm đâu có còn sân hận, đâu có còn sân si, đâu có còn mà thù hận, bởi vì mình là cái chuông bể. Nếu mở chuông mà đánh ra tiếng thì người ta còn khen hay khen dở, nhưng mà chuông bể thì không ai đụng tới. Mà khi không ai đụng tới thì mình sẽ được an vui ha, mình sẽ được an vui. Rồi alo alo, mời quý vị, thời gian còn nhiều. Câu Phật ngôn 133, 134. Hai câu Phật ngôn này để cho quý vị coi như thảo luận. Những cái điều mắt thấy tai nghe, chúng ta làm sao biết đó là sự thật? Alo, chuyện đấy là thấy rồi thế mà cũng chưa chắc nữa. Vậy thì chúng ta phải thấy bằng cái gì? Cái đầu tiên trong Bát Chánh Đạo là chánh kiến, thấy đúng theo sự thật, thấy được thực tánh của pháp. Mà muốn thấy theo thấy đúng theo sự thật thì chúng ta phải thấy như thế nào? Thấy nó thay đổi, thấy nó đau khổ, và thấy nó không phải là của mình, tức là vô thường, khổ não và vô ngã. Chúng ta thấy trên ba cái thật tính đó, nhưng mà cái thấy của chúng ta
rồi cũng gió thổi mây bay, không có tồn động, nó cũng lưu giữ, mà cái thấy chẳng qua là một cái thấy của cái sự thô tháo thôi, chứ không được vi tế. Alo, xin mời quý vị có ý kiến về hai câu phẩm này. Tại sao nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ? Alo, quý vị nghĩ sao? Sao yên ru thế này? Ý kiến quý vị sao? Thôi bây giờ cô tu nữ tự duyên này, vô trẻ này, ý kiến cô tu nữ tự duyên nghĩ sao nè? Alo, alo, có tự duyên đâu rồi? Thế em ru vậy? Câu Phật ngôn này khó quá hả? Tại sao mắt thấy mà cũng còn không tin được? Mình thấy rõ ràng, chưa nghĩ được gì hả? Nghĩ gì cho mệt. Đây là chỉ thấy thôi chứ không có nghĩ. Đó, hai vị tỳ kheo chơi với nhau rất là thân, thân còn hơn anh em ruột. Thế mà cái ông Duy Thiền, ông trời đó, thật là ông làm trời, ông muốn làm gì cũng được ha. Rồi thầy làm cho người ta chia rẽ, làm cho người ta bất hòa, nên là mừng. Thiệt là mấy ông trời quẩn thiệt ha, ăn ở không thiệt ha, đi chọc phá người ta. Mà thế là cái quả là đi đâu cũng có bóng hình người nữ ở phía sau. Rồi xà thủ cô tu nữ tự nhiên nghe hay quá, phải đưa tay thôi, xin mời. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài. Nãy giờ con bận việc cho nên con vào trễ. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Tuệ Đức, dạ, sư Phước Sang, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ là con chưa đọc bài mà không hiểu là ngài ý ngài muốn con chia sẻ hay là cái gì đây, mà con cũng chưa có rõ mấy. Nhưng mà để con coi lại câu pháp cú coi. Câu pháp cú 134. Dạ, cảm ơn chị Nhân Hoa. Dạ, để con đọc sơ qua cái. Xá chê kỳ này gì? Xá chê nê rê si áp ta năng cầm sô u ba hát tô yát tha e sáp ba tô sinh nít ba năng sa răng khô sa răng phô tê na quý cha tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Cổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thì ba câu pháp cú số 134 chắc có lẽ từ đầu giờ thì trong lớp học cũng có nghe ngài nói về duyên sự của hai vị tỳ kheo bạn là thân thích với nhau, nhưng mà có một vị chư thiên thấy như vậy là để muốn làm chia rẽ hai vị này, nên đặt những cái điều kiện mà không thể nào tả nổi, biến hóa cho hai người. Chư Mục Chư Thiên đó là làm cho hai người chia rẽ. Thì theo con, cái đó là câu Phật ngôn trong thời quá khứ. Nhưng hiện tại đây, và rất có nhiều người cũng đâm chọt, chia rẽ vợ chồng, anh em, bà cháu,
Cho nên là khi mà cái nghiệp rồi xong cái quả nó trổ như vậy á, thì mình phải chịu lãnh những cái quả nó rất là ghê sợ. Mà đó là một vị chư tăng đã tu tập rất là khéo, nhưng mà khi mà đến cái quả nó trổ là lúc nào đi đâu, đi khất thực cũng thấy bóng một người nữ ở phía sau. Nhưng mà khi mà người ta thấy chứ cái vị đó thì không thể thấy được. Cái đó là do cái nghiệp quá khứ cho nên là phải nhận lấy như vậy. Thì trở lại trong hiện tại này, có những người rất là độc ác, ác xấu, và làm cho người chồng hoặc người vợ phải đến nỗi phải chia tay với nhau vì một cái câu chuyện nhỏ thôi. Chẳng hạn như có một cái gia đình, mình ví dụ cho nó thực tế và thấy rõ. Ví dụ hai người vợ thôi, một bà lớn, một bà nhỏ. Thì cái người nhỏ đó luôn luôn là muốn cướp đoạt tài sản của cái người lớn. Cho nên là cái người này cứ đâm chọt nhất lên chọt là một ông mà hai bà đó. Cho nên nó muốn chiếm đoạt tài sản mà tạo những cái ác nghiệp mà không biết. Cũng như tự nhiên thấy rất nhiều, không phải riêng những người có gia đình mà hai vợ. Có gia đình mẹ và con ruột luôn nha, chứ không phải là nói là con ông con bà gì đó, mà cũng tạo mọi điều kiện để cái người mẹ đó, thay vì cái người con á, thì thường thường người ta nói là hầm giữ không nở với con. Nhưng mà cái người này ngược lại, cái người mẹ luôn luôn tác động những cái xấu ác và tạo mọi điều kiện. Tự nhiên thấy có người này có ba anh em trai, nhưng mà thương thì thương chỉ có một người thôi. Mà luôn luôn cái người mà bị ghét thì lại có tiền. Nhưng mà luôn luôn là một tháng đưa cho bà là 5 triệu, 10 triệu. Bà cần cái gì thì cái người này phải đưa hết. Nhưng mà ngược lại bà đâu có xài. Bà đưa cho cái thằng Út. Cái thằng Út thì đam mê đủ thứ, banh bọng, người đời mà, banh bọng rồi đề đốm rồi gái gú đủ chuyện. Nó về nó réo bà, thì bà lại réo cái người con trai lớn. Nhưng mà người con trai lớn thì cũng hiểu về giáo pháp của Đức Phật, cho nên người con trai lớn cố gắng hết sức để phục vụ cho bà cần bao nhiêu thì cố gắng giết người con trai lớn cũng đủ sức. Và cũng khi mà cái tài sản nó bị hao hụt rồi, cái người cha thì cũng chết đi rồi, bây giờ còn lại một người mẹ đó, thì bây giờ người con trai mà thường đưa tài sản đó, bây giờ tài sản thì cũng hụt hẫng. Cho nên người con trai này cũng cuối cùng rồi thì chắc cũng là hết nghiệp của bà. Cho nên là người con trai này cũng bỏ đi và bỏ lại hai người vợ nữa. Thì cái này là tự nhiên thấy trước mắt không biết là như thế nào, nhưng mà thấy trước mắt
là thấy cái người con trai cung cấp cho bà tiền á, thì cái người này rất là hiếu thảo. Người con trai này biết cái nghiệp của hắn, cho nên là hắn làm hết sức. Nhưng mà chẳng may là người cha đã mất, thì còn người mẹ. Nhưng mà người mẹ thì bây giờ thì ảnh cũng bỏ luôn, ảnh đi, ảnh nói là bây giờ ảnh sẽ tìm một cái con đường, ảnh sẽ xuất gia một nơi nào thật là xa, không ai biết được, và bỏ lại là hai người vợ. Cho nên là cái câu chuyện nó thật ra mình thấy cũng khó tin, nhưng mà thấy có thật. Dạ, thì thôi bây giờ là con có vài lời chia sẻ. Có con không hả? Có con không là gì? Có chứ. Hai người vợ, một người là một đứa con, có một, mỗi một bà có một đứa con luôn. Ổng chán đời quá rồi, ổng bỏ luôn. Là cháu, đúng rồi, là cháu nội của cái người mẹ đó. Dạ, thì cái câu chuyện thì nó như vậy, thì nhân quả nó rõ ràng. Nhân nào quả đó, chẳng sai tí nào. Là cái câu chuyện người đời. Còn cái câu chuyện ở câu kinh Pháp Cú 134 này thì chắc là hồi nãy giờ ở trong room á, thì nghe ngài đã đọc duyên sự, cho nên là bây giờ kính mời chị Kim hay là Pháp Môn Lào Cai có thể chia sẻ thêm. Dạ, tự nhiên xin kính chào tất cả và kính tri ân ngài Trí Đức rất nhiều. Dạ, và bây giờ tự nhiên xin xuống mic chị Kim hay là Pháp Môn Lào Cai có thể đưa bằng đưa bàn tay, cho nên là tự nhiên mới xuống, chứ bây giờ tự nhiên không thấy bàn tay của ai hết. Hay là mấy chị dạ đã thấy tín hiệu của chị Kim. Dạ, kính mời chị ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Thạnh, sư Phước Sang, không biết còn thư nào không nữa, con cũng quên coi nữa. Con xin kính chào các sư. Nếu con xin sám hối nếu mà con có không coi rõ con thiếu thư nào đó, con xin sám hối các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Cô không nói tích sự 130, cái câu này tích sự 134, cô lèo qua cái chỗ khác. Cô lèo qua câu chuyện của cô. Tôi công nhận cô hay thiệt đó, cô tệ gì. Nhưng mà trước hết con xin cảm ơn sư đã nói lại cái sự này. Hồi tuần trước sư cũng nói rồi, tuần này sư nói lại nó rõ ràng hơn. Con cũng cảm ơn cô tu nữ tệ duyên cũng chia sẻ một phần cái cảnh đời hiện tại bây giờ mà cô nhìn thấy cái thực tế đó. Thì trước hết nói vô câu Kinh Pháp Cú 34 này, lần trước, tuần trước con đã có chia sẻ rồi. Kỳ này để nói lại cũng được, nhưng mà trước hết thì con nói. Theo như câu chuyện mà cô tu nữ tệ duyên nói đó, ok chứ, quên rồi. Giờ quý vị có nghe âm thanh, trong đạo tràng có nghe âm thanh của con rõ không? Không cho tín hiệu, cứ lo cười không à. Cho một người, hai người, ba già con xin cảm ơn. Thì nói với câu chuyện mà cô tu nữ tệ duyên kể nghe đó, thật ra hồi nhỏ tôi hay chơi với mấy bạn tôi ở phía sau nhà thôi. Cái đó những người bạn đó còn lúc mà còn nhỏ đó, thì đó là những người mà mướn nhà của má tôi, con của những người mướn nhà của má tôi, của ba má tôi. Thành ra chơi chơi nhỏ tôi thì không có để ý cái chuyện người ta nói, mà người ta có nói tôi cũng không có hiểu nữa. Không biết cái người này ghét người kia, nói qua nói lại, tảng sáng nói bóng nói gió. Thật ra tôi hoàn toàn không có hiểu. Cái đầu óc của tôi lúc đó tôi cũng không biết, tôi cũng không có phân biệt con trai, con trai, con gái như thế nào, giàu nghèo nào cũng chẳng biết. Chỉ có người chê là được rồi. Nhưng tôi có được một cái trí nhớ tốt,
những lúc mà tôi ngồi búng thun hay chơi đánh đũa, làm cái gì chơi với bạn của tôi đó, thì tôi nghe bà này nói chuyện với bà kia, nói với bà nọ nọ kia. Nhưng mà cái bà mà bà nói hai người đó nói xấu thì không có. Tôi chỉ nhớ thôi, nhưng mà tôi không hiểu cái câu chuyện đó họ nói như thế nào. Khi mà tôi lớn lên, tôi qua Mỹ rồi đó, 20 mấy tuổi rồi đó, mà rồi tôi có chồng, thì tôi nhờ coi mấy phim bộ á. Phim bộ nó chiếu từng cái, từng chút gia đình tự phân tích, rồi mưu này mưu kia, thì tôi mới nhớ lại những câu chuyện đó, những người đã nói như thế nào. Thế là tôi nhiều khi cũng ngồi cười. Cái thật chuyện ngoài đời đó, thì tôi không có rành cho lắm. Lúc mà trong lớp học đó, thì tôi rất khá về toán và những môn về khoa học. Còn về môn Việt văn hay cái gì đó, tôi bù chắc. Nhất là lên thuyết trình những cái bài văn của các nhà tự lực văn đoàn đó. Nhưng mà hơn đó là giáo sư đó, cho từng nhóm làm. Thành ra tôi chỉ ngồi chứ vô coi, tôi chỉ nghe mấy bạn tôi nói rồi lên thuyết trình, rồi tôi hùng điểm với nó. Nhưng mà khi những bài toán mà khó, nó chạy lại nó hỏi tôi thì nó được, thì đại khái qua lại vậy. Chứ thật ra mấy cái môn Việt văn đó tôi không có thích thú gì hết trơn, không biết nó nói cái gì nữa. Nhất là coi mấy phim như đó, nhớ coi cái đoàn kịch của cái bài Lá Thầu Riêng đó. Tôi thấy lúc đó thì tivi ở phía xóm nhà tôi nghèo, không ai có tivi. Ba má tôi bị tốt, lại có cái nhà bếp sâu rộng, cái đem tivi xuống tại nhà bếp một đống vô ngồi coi, thấy hết người này khóc tới người kia khóc, tôi không biết mắc gì mà khóc, cái đó chuyện giả làm gì mà khóc, thôi khóc tùm lum tùm la, tôi chán đi lắm. Đại khái gì đi. Nhưng mà xin quay lại câu chuyện của cô Tị Duyên, cổ đưa ra vụ ba người con của cái người nào đó mà cổ đã biết. Thì đối với tôi không có chuyện gì ầm ĩ hết, không có chuyện gì khác lạ. Cái người con lớn á, mà người mà cô nói có hiếu á, mà có sự tu tập á, thì anh ta đã biết đó là nghiệp của anh ta. Còn cái bà mẹ đó đã sanh ra ba người con, cái người con út mà hư đốn nhất á, mà phá của là bà thương. Bà có nhiều tiền mới đưa cho nó, thì bà đã mắc nợ nó nhiều ở kiếp trước rồi. Bây giờ bà phải trả lời, nó muốn cái gì bà phải trả lời. Còn cái người con lớn mà cô biết như vậy, biết lợi dụng nhưng vẫn cho mẹ mình tiền, thì anh ta biết cái nghiệp của anh ta. Rồi cuối cùng anh ta không có còn chịu được nổi nữa, thì anh ta bỏ đi tu hay gì đó. Đó là chuyện bình thường, anh ta cũng có sự tu tập trong đó. Anh không có quán chấp trong cái người anh, thì anh hiểu biết cái đó theo như lời của cô nói. Còn thì đó là một người có sự tu tập đó cô. Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì anh ta mới không thấy đau khổ nhiều. Thì tới cái mức độ nào đó, cái người mẹ đó không có cân bằng, làm nhiều quá, thì cái quả nó cái người này, cái người con trai lớn giống như chiếc chuông bị bể đó. Anh ta không có than vãn gì hết, anh ta chịu đựng kham nhẫn, anh ta thọ dụng những gì mà anh ta, cái quả của anh chỗ, anh cứ thọ dụng như vậy. Rồi tới một ngày nó hết, thì lúc đó anh không còn làm gì nữa, cái lòng của anh không còn bận rộn nữa, thì anh không muốn dướng mắt nữa, luôn cả hai bà vợ, hai đứa con, mỗi bà con đứa, bà đẻ con, bà tử, bà nuôi, bà đi, bây giờ tôi đi tu. Cái này nói chơi chút, cho nó vui vậy thôi. Thì đại khái là như vậy, thì cái người hiểu biết, người ta thấy thoải mái, anh ta bỏ hết, có tác ý của anh ta là bỏ hết. Khi mà bỏ hết, không còn dướng mắt, không còn liếm ái, thì con người không còn sợ hãi nữa, tại vì buông hết rồi, thì anh ta đi tu. Nhưng mà anh có buông hết 100% ha, anh bỏ giống như là gì đó, Lan và Điệp. Lan á, là bỏ đi tu, những cái gì sân hận mà đi tu, chứ không phải vì giải thoát mà tu. Không biết, không, tôi không biết cái trong tâm của anh, mà người anh lớn á, không biết có phải chán quá rồi sân hận đi tu, hay là đi tu vì nghĩ ra cái chuyện giải thoát, không có biết được, không có thấy cái tâm, không biết, nhưng nói vậy thôi. Còn đối với tôi học Pháp á, thì tôi thấy khi mà muốn trải qua những chúng sanh mà bị tục sanh, tái sanh kiếp này tới kiếp sau, rồi trùng trùng điệp điệp như Đức Phật nói, như là đau khổ, nước mắt khóc, như là cái bà Phan Cha Cha Rá, cái bà mà con gái nhà giàu lấy ông chồng đó, rồi trốn theo cái ông chồng này là người đầy tớ, trốn theo đi ở rồi xa thôi,
cực khổ, rồi đẻ hai đứa con, rồi trong lúc sanh đẻ gì chồng cũng bị rắn cắn chết, rồi đứa con nhỏ thì bị diều hâu tha, rồi đứa con lớn thì bước nước sông trôi, rồi hết biết rồi, đang trên đường về nhà để trở về căn nhà của cha mẹ mình, thì hỏi thăm cha mẹ với anh của mình bị nước cuốn trôi chết luôn, thì thiệt là đau khổ. Thì lúc đó Đức Phật cổ gặp lại Đức Phật, Đức Phật mới nhắc lại, nói cho cổ biết như vậy. Thì cái người này mới tỉnh ngộ ra. Thì cái nói về những câu chuyện rất là đơn giản, nhưng tiền kiếp đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Cứ con người ta phần lớn thì bị luân hồi tái sanh do ba cái ái dục, như lù mình với cái nghiệp, nó cứ vô trong đó hoài, thành ra không có thoát ra được. Thì theo trong cái học về Pathana đó, thì con người ai cũng có bốn cái biến hành duyên hết. Cầu sanh duyên đó, y chỉ duyên, hiện hữu duyên, bắt ly cứ duyên. Tức là lúc nào cũng muốn tồn tại, muốn trở lại và hiện hữu. Bắt ly rồi không có chịu rời xa, dính chặt luôn, không có bao giờ rời xa. Bởi vì con quyến luyến mẹ, mẹ quyến luyến con, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại cũng là mẹ con, vợ quyến luyến với chồng, kiếp sau chúng ta cũng sẽ là vợ chồng. Rồi cái kẻ thù, kiếp sau tao gặp mày tao cũng trả thù lại giống như vậy. Và nó cứ vậy và như vậy, không bao giờ thoát khỏi cái vòng luân hồi hết. Thì cuộc đời rất là đau khổ. Nếu không có sự ra đời của Đức Phật chỉ cho chúng ta bốn cái tứ đế: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, thì chúng ta cũng lẩn quẩn trong đó hoài. Cứ vô chứ sao cái cần đụng vô sáu cái cảnh trần sắc thinh khí vị xúc pháp, quay quần trong đó. Cái này là, và cái tự ngã lúc nào: thân này của ta, này là tài sản của ta, con ta, gì cũng ta hết. Rồi mốt tự ngã của mình lên, mai mốt tự nhiều quá tự tử luôn. Thì đại khái giống là như vậy. Rất khó mà người ta rất khó từ bỏ cái sự ái biến của con người, rất là khó. Như là một cái người đó mà tối mà cái người mà người ta thương con chó đó, bệnh đội mà cái chuyện có thiệt xảy ra bên Mỹ này, cái bà già đó ơi, New York ở đâu không biết, quên tên rồi, lâu lắm rồi, cũng có nhiều người chống, phải một hai người đâu, chết xong rồi cái tài sản nó không có cho con cháu gì ráo trội hết trơn á, mà bà có cho, hình như con cháu của bà cũng giàu, nó cũng cần, bà cho hết cái con chó. Mà con chó cái sống, con chó sống có mười mấy năm, hai chục năm thôi, thì ai sẽ hưởng? Cái người nuôi con chó sẽ hưởng thôi. Dẫn con chó đi vacation này kia để đủ thứ làm á, thì con chó ăn có bao nhiêu cũng nhiêu đó thôi. Con chó sống tới mười mấy năm mà chết, thì bà để cả tài sản của cả trăm triệu hơn nhiêu không có nhớ được, nhưng mà rất lớn. Mà lâu lắm rồi đọc qua, thấy lúc mà không có học Phật pháp á, thì tôi nghĩ trời, cái bà này bà khùng quá, con chó làm gì mà bà thương nó dữ vậy. Nhưng mà lúc mà học Phật pháp rồi thì mình thấy nhân quả không có ngạc nhiên nữa, cái đó chuyện bình thường rồi, không để ý nữa. Cái phận chuyện mà sẵn ra những cái màu quan trái rồi đủ thứ, hồi đó mình thấy sao cái người đó ngu quá, sao nó không hiểu gì trơn, tức quá, sao cái thằng đó thằng du đảng mà nó cũng mê, nó mê cái gì rồi, nó u mê trong đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng lúc mà học Phật pháp rồi, cái đó nó nhân quả thôi, trả tới trả lui vậy. Thì con người quằn quại đau khổ trong đó, thì trong cái vui nó cũng có cái khổ, mà trong cái khổ nó còn có khổ hơn nữa, hỏi sao kỳ vậy. Thì chẳng hạn như mình mở cái Phật thi, mình muốn sự vui, ồn ào người ta lợi ăn hết, trước khi mà cái Phật thi nó bắt đầu mở, thì cái người làm nó phải sửa soạn, phải mua đồ đủ thứ hết, rồi dọn dẹp nhà cửa, trưng bày cho nó đẹp, để người ta lợi, người ta khoe, rồi hột xoàn đeo vô, để tội vật để đầu người ta làm chứ không biết, để khoe cái sự thành công giàu sang. Khi mà người ta đi về hết rồi thì người trong nhà đó dọn dẹp thôi, chứ ai dọn dẹp, thì ăn uống tốn kém bao nhiêu thì người ta phải lo chuyện đó thôi. Thì trong có cái vui là nó cũng có cái buồn trong đó, cái gì cũng có hết.
những người mà nhiều vợ cũng vậy. Không biết mấy ông nó nhiều vợ không biết sao nữa. Hồi đó có nhỏ tôi có nghe câu nói chứ, một vợ thì nằm giường leo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ thì xuống chuồng heo mà nằm. Mà thấy có ông 4-5 vợ luôn đó, mà ổng cũng đâu có xuống chuồng heo ổng nằm đâu. Cho đó câu chuyện để vui thôi. Thì trong câu chuyện này thì chúng ta mới có sự tu tập. Thì nhìn một cái câu chuyện nào, cũng như trong cái câu chuyện của tích sự 134 này, có những chuyện mà người này thấy, người kia thấy bằng chính mắt luôn. Nhưng nhiều khi nó không phải giống như vậy. Có những khi là cái người này theo người nọ, mà thật ra cái người kia họ không có biết, không có làm nhiều chuyện lắm. Thành ra mình không biết thì nếu không đụng tới mình thì mình đừng có dính vô. Nếu mà có, nếu mình không có biết rõ hay cái gì thì cũng đừng nên nói tới nói lui, mất công bị nhân quả cái miệng đó. Thì theo tôi nghĩ giống vậy. Mình cứ lo tu tập của mình thôi. Nếu mà có chuyện nào mà xảy ra tới mình thì trong đó thì mình phải biết sáng suốt. Cái chuyện này xảy ra đó, mình phải làm cái gì, làm cái gì cho nó thích hợp. Trong khi như vậy đó, mình cái tâm của mình phải bình tĩnh, sáng suốt, nhìn rõ, rõ cái câu chuyện như thế nào. Việc phức tạp thì giải quyết theo sự phức tạp, việc quặn quẹo thì giải quyết theo quặn quẹo, việc đơn giản thì giải quyết theo sự đơn giản, tùy theo cái đó thôi. Đó là sư cảm nghĩ của tôi hiểu vậy thôi. Chứ thật ra khi mà học pháp của Đức Phật đó, những cái nào cũng có điều phân tích ra hết, đều có những cái lối thoát đi ra hết, tùy theo cái mình, cái con người đó. Họ có muốn làm không? Họ làm được không? Và họ có dứt khoát là quyết định là làm không? Tùy theo cái người đó thôi. Chứ không phải không có chuyện gì không có giải quyết được hết. Con cũng nói cũng nhiều rồi, bây giờ hãy nhường cho nhiều người khác đi. Lần tuần trước con cũng nói rồi, lần này con cũng nói lại vậy thôi. Thì con xem tức đỉnh này thôi. Và con xin nhường máy cho người khác để thôi. Sư nói thể mỗi lần cầm máy rồi không chịu xuống nữa, nói nhiều quá muốn cho ai nói hết. Cho đó con nói chuyện chơi thôi con nhá. Còn trong khi mà con chia sẻ những điều này, nếu có cái điều gì sơ sót hay sai, con xin các sư nữ và quý vị trong đoàn chỉ dạy. Và con xin trả máy lại, con xin cảm ơn quý vị đã cho con nói câu chuyện này mà không thấy ai ném đá hết. Và con xin chúc các sư, các cô tư nữ và quý vị trong đầu tràng có một ngày ăn vui. Và con xin trả máy mời người khác lên phát nguồn Lào Cai đi, mỗi ngọn lên nói đi. Dạ, sa thú, cảm ơn chị Kim. Dạ, hồi nãy tự nhiên thấy bàn tay của Hạnh Vi Diệu Pháp lên chia sẻ. Dạ, kính mời Hạnh Vi Diệu Pháp. Nãy tự nhiên thấy cho nên là tự nhiên có bót có bàn tay kia chị, mà chị cứ mãi mê cái chia sẻ. Dạ, cảm ơn. Bây giờ mời Hạnh Vi Diệu Pháp nha. Dạ, mô Phật. Con xin kính đảnh lễ quý thầy, quý sư, quý cô tư nữ và cùng toàn thể đầu tràng ạ. Con xin sám hối vì con hay vô trễ, nên là trước tiên con xin đọc lại câu pháp cú 134. Vì con vô trễ nên con chưa có đọc. Nếu trong quá trình đọc có sai thì xin sư trí đức cùng toàn thể đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Sắc chê nê rê xí át tha năng khâm sô úp bá há tô dắp tha ê sắc bát thô xí níp ba năng san răng phô thê nã vít cha tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Dạ, con xin trả lời lúc nãy sư Chí Đức có gợi ý cho tụi con trả lời câu hỏi của sư Chí Đức, và sư Chí Đức có nhắc đến một từ, đó là từ chánh kiến. Thì
cũng như sự gợi ý của sư Trí Đức cùng lắng nghe của những câu chuyện của cô Tuệ Duyên và cô Kim, có những cái ví dụ rất là sống động từ thực tế thì làm cho con có muốn với những cái sự chỉ bảo của sư phụ cùng góp ý của anh em huynh đệ thì con mới muốn trả lời câu hỏi của sư Trí Đức, đó là mình phải có cái nhìn chánh kiến. Sư cho con cái phao và cái sự gợi ý này, cho nên con muốn trả lời theo cái sự gợi ý đó. Đó, chánh kiến là qua những cái câu chuyện này và liên quay về thực tế thì chúng ta cần có một cái sự chánh kiến để nhận định đâu là đúng và đâu là sai, và đâu là cái phòng hộ cho bản thân để không bị vướng vào những cái, hoặc là gieo vào những cái ác nghiệp cũng như vô tình hay cố ý. Thì chánh kiến là chắc là ở đây quý sư và quý cô tu nữ cùng rất biết, đó là điều kiện đầu tiên trong bát chánh đạo. Để có chánh kiến là một cái sự hiểu biết và cái nhìn sáng suốt, một cái nhìn chân chánh sẽ giúp cho chúng ta thức tỉnh và không bị mê lầm điên đảo. Vậy thì tụi con và dưới sự phân tích của sư phụ, con băn khoăn làm thế nào để có sự chánh kiến để mình phòng hộ. Do mình chỉ là phàm thôi, để mình hưởng được một chút xíu hoặc là vận dụng được một cái gì đó trong đạo Phật vào cuộc sống của mình. Thì trước hết sư phụ cũng như huynh đệ có góp ý là chúng ta phải học cách quan sát, phải biết học cách lắng nghe, học từ từ để thấm và hiểu biết từ từ. Và quan trọng hơn là cũng trong câu pháp cú Đức Phật có dạy, chớ nhìn lỗi người, hãy nhìn lỗi của mình. Vì vậy chúng ta hãy quay lại quan sát mình nhiều hơn, phòng hộ mình nhiều hơn, thấy được lỗi của mình nhiều hơn. Khi thấy được lỗi của mình thì mình sẽ phân tích và sửa từ từ. Và cái quan trọng nhất là để thực hiện được những cái đó thì chúng ta sẽ cố gắng giữ được cái giới của mình. Mình thọ bao nhiêu giới thì mình ráng cố gắng hết sức để mình giữ được trong khả năng của mình, để mình tránh đi những cái lỗi lầm. Cũng như từ những cái thực hành quan sát, lắng nghe, hiểu mình, ngồi tham thiền, thì từ từ chúng ta sẽ sửa và hoàn thiện hơn. Đó là những cái câu trả lời của tụi con khi sư Trí Đức hỏi và cho cái gợi ý là chánh kiến ạ. Và nó có liên hệ đôi chút trong theo nó có liên hệ rất là, theo con thì nó rất có liên hệ với cái cốt lõi mà sư đã cho tụi con qua hai câu pháp cú 133 và 134 này. Con xin có đôi lời phát biểu như vậy, xin đạo tràng, xin sư, các sư, quý cô tu nữ cùng các cô đã tu lâu năm, các bậc thầy trong đây góp ý và hoan hỷ cho con ạ. Nếu con có vấn đề gì sai sót thì xin quý cô bỏ qua, con xin trả mít ạ. Hello, con quên chuyện này nữa sư. Sư còn thiếu cô Hà hai người nào đó, cái câu hỏi mà sư hôm qua cô sư có nói đó, Barasandhi với lại Parasandhi, sư Barasandhi vậy đó, có phải là thánh nhân không? Cái câu hỏi đó thì sẽ là Phật tương lai vậy đó, con không nhớ rõ cái câu đó, đại khái vậy. Bây giờ nếu mà không có ai giờ giơ tay để mà chia sẻ thì sư giải thích cái câu đó cho tụi con biết đi. Cái câu đó hồi từ mấy bữa trước lận, bữa nay còn dư thì giờ đó sư nên xin nói chuyện đó đi sư. Dạ con xin trả máy lại ạ.
Alo, 123123. À, xin cảm ơn cô tu nữ Tự Duyên, Xích Kiên và Xích Hạnh Vi Diệu Pháp. Vừa rồi Xích Hạnh Vi Diệu Pháp có đề cập đến chữ chánh kiến. Và theo câu Phật ngôn này 134, quý vị thấy cái từ chánh kiến đó xuất hiện ở trong câu Phật ngôn này ha. Người đã chứng Niết Bàn, người đã chứng Niết Bàn, tức là cái vị này có chánh kiến. Còn cái câu đầu tiên ha, câu thứ hai và câu thứ nhất và câu thứ nhì nói lên cái điều gì? Đây là phàm nhân. À, nếu tự mình đưa ra một điều kiện, nếu tức là người này chưa có chứng được Niết Bàn, cho nên nếu tự mình yên lặng, tức là cái người này chỉ có nhìn là chính mình thôi, nhìn là chính mình, cái người này chưa có chánh kiến. À, người có chánh kiến là người đã chứng Niết Bàn, là những vị thánh nhân mới sử dụng chữ chánh được. Còn chúng ta phàm nhân thì cái thấy của chúng ta, cái niệm của chúng ta nó còn trồi sụt. À, thì ở đây theo câu Phật ngôn này, quý vị trình bày rất là chi tiết, nhưng mà ở đây đi vô cái vấn đề đơn giản để cho quý vị thấy nè, là cái sự việc xảy ra, vị tỳ kheo Kondathana ha, vị tỳ kheo này đi đâu cũng có bóng hình người nữ theo sau ha, rồi bị chư tăng coi như là nói cái vấn đề ô ông là một người phá giới, ông là một người mà làm cho tăng đoàn mang tiếng. Nhưng mà vị này im lặng cho đến khi mà được đức vua báo kê là đưa vô trong hoàng cung, để rồi coi như có được một cái đời sống mà cái xin lỗi có chỗ dựa, không còn khổ như thời gian trước nữa, thì cái vị này mới phản bác mà nói rằng tôi là người phá giới mà tại sao được đức vua trọng dụng, lại được đức vua ưu ái, thì như vậy á mới có một cái sự nói rằng chính mấy ông là những người phá giới chứ không phải tôi phá giới. Nếu mà tôi phá giới thật sự, tại sao mà đức vua lại thỉnh vô hoàng cung coi như là đi khất thực mỗi ngày? Sơn hào hải vị ở trong hoàng cung thì sung sướng hơn. Thế vậy thì cái đời sống của chúng tôi, mà nếu mà thật sự tôi phá giới, mấy ông nói rằng đi đâu cũng có bóng hình người nữ theo sau, tại sao đức vua đã khám nghiệm, đã điều tra mà công nhận rằng tôi là người mà coi như được đức vua coi như sủng ái, vậy thì mấy ông là những người phá giới chứ không phải là tôi. Ở đây cái câu cuối cùng này, sa râm phô tê na quýt chạch tí, cái câu này rất là quan trọng nè. Quan trọng ở chỗ nào? Lời qua tiếng lại với nhau, người thì nói rằng tôi là người phá giới, nhưng mà thật sự cái anh chàng Kondathana này nói chư tăng là người phá giới. Cho nên những cái lời qua tiếng lại như vậy, họ không chịu nhịn, họ vẫn còn phẫn nộ, vẫn còn quán trái, vẫn còn qua lại. Mà người đời thì họ nói có qua có lại mới tội lòng nhau, nhưng mà đây không được như vậy đâu. Phải là cái chuông mà bị bể, hoặc là bây giờ chúng ta trên cái tay của chúng ta chỉ một cái vòng thôi thì đâu có khua rỗng rẽn. Tại sao chúng ta mang lần hai cái vòng để rồi nó len can lách cách để tạo ra cái âm thanh, thì một chiếc vòng nó không thể khua tiếng được. Thì cái chuông mà đã bị bể rồi thì còn ai mà đụng vô nữa, ai mà đánh nữa. Thì cái chuông bể chứng tỏ là cái gì? Vô ngã, chẳng có gì hết. Tại sao hơn thua? Mà hơn thua như vậy để rồi xảy ra chuyện này chuyện kia,
nhưng mà được một cái là ba la mật của những vị này chín mùi và đúng lúc Đức Phật biết để rồi thuyết lên những câu Phật ngôn này, và những vị đó chứng đắc. Như vậy thì câu Phật ngôn 133, 134 cho chúng ta thấy rằng đừng bao giờ xía vô chuyện người khác. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta. Mình hãy nhìn lại chính mình đi. Cho nên cái câu nói này, nếu tự mình yên lặng, mình ehipasiko, quay lại để nhìn mình, để coi mình có được yên lặng hay là chao đảo. Nếu mình yên lặng thì tâm bình, thế giới bình. Mà cái tâm của mình không có bình, cho nên mình mới thấy cái lỗi của người khác tùm lum tà la. Rồi, bây giờ Sức Hà ha. Sự thắc mắc của Sức Hà. Một trong hai Đức vua Pasenadi và Đức vua Bhimbisara. Bây giờ chúng ta hỏi quý vị là Đức vua nào là cha, là phụ hoàng của Acha Tassattu Lưu Ly Vương? Vị vua nào là cha của Acha Tassattu? Acha Ta tức là chưa sinh, chưa sinh ra, mà là kẻ thù. Sát tú là kẻ thù, tức là kẻ thù chưa sinh ra. Cái tên của cái vị vua đó là Lưu Ly Vương ha. Acha Tassattu. Vậy thì cái vị vua nào là cha của Đức vua Acha Tassattu? Cái duyên sự quý vị cũng đã học rồi. Tại sao mà mình muốn làm bà con quyến thuộc của Đức Phật? Muốn làm bà con quyến thuộc của Đức Phật thì mình phải cầu thân, cầu thân với dòng họ Sakya. Cho nên mới qua cầu hôn bên đó. Rồi bên đó là một cái dòng vua chúa mà rất là ngã mạn. Con cháu dòng họ thì không cho chung đụng ra bên ngoài, cho nên mới cho một tỳ nữ giả danh là công chúa để rồi gả cho vị vua đó. Mà vị vua đó tên là gì? Alo. Để rồi sinh ra một đứa con, một hoàng tử có tên là Acha Tassattu Bhimbisara, phải không đó? Có phải Bhimbisara không? Quý vị nhớ là cái vị vua nào mà đứa con á, nó bắt, nó giam vào ngục để rồi hoàng hậu quý đề hí hả, vì hoàng hậu này mới thoa mật hoặc là giấu thức ăn đem vô cho chồng, nhưng mà khi bị phát hiện thì cấm luôn. Chính nhiều khi mình thoa những cái lớp mật ong ha, thì vô trong cho chồng mình ăn, nhưng mà khi bị phát hiện này cũng không được cho vô thăm luôn. Cho những đó như vậy mà thấy sống hoài không chết, mới sai coi như là cái ông lưỡi cạo, vô dùng cái lưỡi dao cạo mà cắt ở dưới gót chân á, xẻ gót chân ra để cho máu nó đổ ra mất sức để chết cho sớm. Để khi mà coi như dùng cái lưỡi dao mà mổ xẻ với gót chân để cho máu chảy thì sự đau khổ rất là thống khổ. Nhưng mà cái vị vua đó ra đi trong sự thanh thản, mặc dù cái thân chịu khổ nhưng mà cái tâm không chịu khổ. Vậy thì hỏi quý vị, vua Bhimbisara hay là vua Pasenadi? Huynh Hạnh Pháp nói rằng vua Pasenadi. Còn quý vị khác thì nói vua Bhimbisara. Vua Bhimbisara có một câu chuyện là
nửa đêm khuya nghe những cái tiếng hát rất là rùng rợn, Dusanaso. Và vị vua này mới đến hỏi Đức Phật. Trong thời gian đó thì có hoàng hậu Malika là một cái vị rất là trí tuệ. Rồi hoàng hậu mới đưa Đức vua Bimbisara ra đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật cho biết rằng bà con quyến thuộc của nhà ngươi 91 kiếp bây giờ mới gặp lại thân nhân nè, rồi báo cho người biết là có đủ khả năng đem lại sự an vui cho những chúng sanh bị khổ đó. Và Đức vua Bimbisara đã làm lễ trai tăng cúng dường và hồi hướng cho các ngạ quỷ, và các ngạ quỷ đó đã được siêu thoát. Đó là câu chuyện của Đức vua Bimbisara. Còn cái vấn đề vị vua nào bị Ajatasattu giết khi giam trong ngục, mà cái người mà coi như thân cận với đề bà Đạt Đa đó, tức là cũng Ajatasattu, mà thì cha phụ vương của cái vị vua Ajatasattu là vị vua nào? Bây giờ khẳng định, một là Đức vua Bimbisara, hai là Đức vua Pasenadi Kosala. Quý vị xác nhận vị nào? Khi mà xác nhận vị nào thì khi đó cái câu chuyện của Sikha sẽ được giải quyết. Alo, Sikha nghĩ sao? Nghĩ là vị vua nào? Vua Bimbisara đắc sơ quả nhưng mà tục sanh làm ngạ quỷ. Nè, coi cái vấn đề một vị thánh nhân không đọa vào bốn cái cảnh khổ nha. Một vị dù chứng đắc tu đạo huần cũng không đọa vào bốn cái khổ cảnh. Coi lại trong bài kinh Châu Báu đi. Sĩ Kim chỗ này là nói là sai nghe. Sanh làm ngạ quỷ là chắc lắc Rồi, cái vua Bimbisara. Rồi, Sĩ Kim nói rằng Đức vua Pasenadi. Rồi, bây giờ Sĩ Kim có ý kiến hả? Rồi, xin mời Sĩ Kim. Dạ, con xin kính chào Sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư, con nghe một cái sư biến miệng nói với sư, mặc dù cái sư Pasadini đó không biết tiếng Nhật là có đúng không, là người cha của Ajatasattu đó, ông vua Ajatasattu đó, cái người mà gần khi dịch ra là vua Tỳ Lô Ly đó, mà đi muốn đánh nước của Đức Phật đó, mà Đức Phật ra cản ba lần mà không được đó, thì con nghe vị sư đó nói mặc dầu cái trường hợp đó đặc biệt đó sư, cái ông vua này, mặc dầu cái ông vua mà bị ông Ajatasattu mà cắt móng chân cái chết sớm á, thì lúc ông chết đó sư, ông đậu thai vào ngạ quỷ vào một trong bốn đường khổ đó, thì con rất ngạc nhiên. Nhưng mà cái vị sư này giải thích tại vì cái nguyện vọng của ông muốn làm như vậy, ông muốn làm giống như vậy. Ngạ quỷ hay Long Vương gì con cũng quên rồi, nhưng mà trong bốn đường ác khổ con không nhớ, nhưng mà do cái ý nguyện của ông muốn. Con xin sư coi lại, sư nói cho con biết, tại con sư con nghe một ở trong YouTube mới đây nè, mà vị sư bên Miến Điện hay là học bên Miến Điện nói như vậy con quên rồi, để con coi lại là ông không có vô trong đường tốt mà ông vô trong thành ngạ quỷ hay là Long Vương gì đó, con quên rồi, nhưng mà do là ý nguyện của ổng thôi. Dạ con thấy kỳ lắm, nhưng bởi vậy con mới hỏi sư đó. Dạ con xin trả máy rồi ạ. Alo, 123 123, quý vị coi lại trong cái bài kinh Châu Báu. Bài kinh Châu Báu là một bài kinh Đức Phật dạy cho ngài Ananda, có ba vấn đề.
đói khát, tật bệnh và phi nhân. Rồi cái thành Vesali được yên ổn. Và cuối cái bài kinh Châu Báu, tức là có ba đoạn mà Đức Vua Trời Đế Thích đưa vô. Cho nên coi lại bài kinh Châu Báu thì một vị chứng đắc sơ quả nha, tức là Tu Đà Phật, cũng không có đọa vào bốn cảnh khổ. Từ cõi trời, cõi người luân lưu cho đến trong vòng bảy kiếp thôi, chứ không có đọa vào bốn cảnh khổ. Quý vị coi lại ha, kinh Châu Báu. Còn bây giờ trở lại vấn đề này. Cha của Đức Vua Á Chà Ta Sa Tú là ai? Sĩ Khà coi như biết rằng nếu mà cha của Đức Vua Á Chà Ta Sa Tú chết do đứa con của mình hãm hại ha, và con giết cha đó, mà chính Á Chà Ta Sa Tú không phạm tội giết cha, thì trong cái kiếp này có thể chứng đắc thánh quả. Nhưng mà vì thân cận với Đề Bà Đạt Đa, cho nên cái thánh quả bị ngăn chặn. Mà do cái tội giết cha, thay vì trình quả vào vô gián, nhưng mà biết sám hối với Đức Phật, cho nên chỉ đọa vào địa ngục đồng sôi mà thôi. Thì chính cái vị cha của Đức Vua A Chà Ta Sa Tú này là một vị thánh nhân, một vị chứng đắc thánh quả Tu Đà Hòa. Quý vị nghiên cứu đi, đó là Đức Vua Vasena hay là Đức Vua Vimvisara. Rồi quý vị nghiên cứu ha, thời gian chúng ta cũng đã lố rồi. Bình Sa Vương hả? Bình Sa Vương. Rồi, nếu mà viêm bí xà ra thì như vậy vị này đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn rồi ha, chứ không phải là còn phàm nhân. Ngài Hòa Thượng Quý Trân cái dịch lịch sử 28 vị Phật tổ là biết ngay. Đúng rồi. Chứng Bút Tha Quần Sa. Rồi, Sa Thú đạo hữu tuyết giữa mùa hè đã cho một cái tư liệu rất là rõ. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây, lỗ 8 phút rồi. Quý vị quan hỷ ha. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để từ thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và tinh văn tín chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ cùng Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho du sa pa da. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng room ạ.